Trường Giang tiết lộ bí mật của Thúy Ngân. Trong đám hỏi Puka Jin Tuấn Kiệt, Trường Giang bất ngờ ẩn ý tiết lộ chuyện Thúy Ngân nghỉ làm ở công ty cũ. Nam diễn viên nói Thúy Ngân là em gái rất hiền, rất xinh và vừa rồi tiếp câu nói lấp lửng của người anh, ST nói thêm, khai trương âm thầm. Trường Giang công khai đẩy thuyền ST với Thúy Ngân khiến cả hai sượng đỏ mặt. Nam diễn viên trêu đùa, ST làm bến đỗ hay chạm dừng nghỉ. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, phía dưới bài viết khán giả để lại bình luận, tin hot quá chú Giang ơi, chú bật mí thêm đi. Trường Giang mắt tay lắm, mối đầu thắng đó nha. Thời gian qua netizen còn cho rằng Thúy Ngân và ST Sơn Thạch là cặp đôi đang bí mật hẹn hò của showbiz Việt. Không ít lần Thúy Ngân lên tiếng nói rõ mối quan hệ với ST Sơn Thạch, cụ thể có lần nữ diễn viên cho biết cả hai chỉ là anh em thân thiết. Thúy Ngân cho biết do mọi người yêu mến nên mọi người ghép đôi, tôi thấy dễ thương, miễn là các bạn đừng cãi lộn qua lại. Mình chỉ ghép cho vui thôi mà, ví dụ mà có yêu đương hay gì đó thì từ từ sẽ công khai thôi. Mấy bạn ghép đôi đừng bị suy nghĩ tiêu cực quá rồi cãi nhau, cặp nào cũng đẹp hết, vì trong mắt người khác thấy đẹp họ mới ghép. Thật ra chuyện các bạn đẩy thuyền đâu quyết định được tình cảm của cặp đôi, mà do chính các nghệ sĩ xuất phát với nhau thôi. Nó không thể xuất phát từ việc các bạn đẩy thuyền thì họ mới yêu nhau. Nam em bị người hâm mộ quay lưng, lập kênh anti, số lượng người chỉ trích tăng đều mỗi ngày. Nam em nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận khi cô liên tục livestream trên nền tảng TikTok và có những phát ngôn gây sốc. Bên cạnh việc tự khui tình cảm trong quá khứ, nam em còn có những chia sẻ gay gắt đối với khán giả từng ủng hộ tặng quà cho mình trong những đêm nhạc. Ai dắt đi? Ai dắt ai? Nói đi, tôi dắt mọi người được cái gì? Khán giả có phải là dắt mũi tôi không? Cho tôi ăn đã rồi đạp đổ bát cơm của tôi. Tỉnh táo lại đi, không có khán giả nào ngang ngược kiểu đó hết. Đó là anti, không có fan. Chỉ có anti mới dắt kiểu đó thôi, chứ fan là người ta âm thầm lặng lẽ giúp đỡ. Cho đi và không cần nhận lại. Còn này là cho một mà đòi tới 1.000, nam em từng phát ngôn trên livestream. Chính vì điều này có lẽ đã khiến nhiều người hâm mộ cô nàng quay lưng lại với thần tượng. Mới đây, một nhóm anti nam em được lập ra trên kênh TikTok với số lượng người follow lên đến 12.000 người có tên HH Vô Ơn Ăn Cháo Đá Bát. Trong kênh này chủ yếu đăng những video và những khoảnh khắc gây tranh cãi của nam em thu hút sự chú ý. Đáng chú ý dưới phần bình luận của những clip được đăng tải cho thấy không ít người bình luận từng là người hâm mộ của nam em. Tuy nhiên sau những phát ngôn và hành động của cô nàng thời gian gần đây, họ đã chuyển từ fan sang anti-fan. Nhóm anti nam em vẫn đang hoạt động rất sôi nổi. Trên nhiều trang mạng xã hội cũng như trang cá nhân của nam em, rất nhiều fan đã thể hiện sự thất vọng cũng như chỉ trích cô vì những ồn ào vừa qua. Bạn trai nam em bất ngờ tuyên bố yêu người mới, danh tính khiến ai cũng ngỡ ngàng. Mới đây bạn trai nam em tiết lộ đã có tình mới, cô gái được Bùi Hữu Cường nhắc có tên Tâm An. Anh chia sẻ, hôm nay tôi yêu một con bé mới rồi, nó ok lắm, con bé người yêu mới Tâm An. Bùi Hữu Cường bây giờ không còn ở với cả nam em nữa mà bây giờ quen Tâm An. Màn công khai tình mới của Bùi Hữu Cường lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao. Tuy nhiên, Tâm An chính là tên gọi mới của nam em trên mạng xã hội. Trước đó nam em gây chú ý khi xuất hiện trong một chương trình. Cô nói rằng cô livestream không phải chiêu trò mà cô là người sống thật với cảm xúc. Cô dự định sau khi công khai người yêu sẽ chuyển hướng sang nghề khác, nhưng hiện tại lại có quá nhiều ồn ào. Thật sự ngay từ đầu tôi công bố người yêu, tôi đã xác định là muốn có một happy ending và sau đó sống một cuộc đời bình thường, kiếm một công việc khác làm, với tôi dừng chân như vậy là đẹp rồi. Tôi không hề muốn đi xa, tạo drama để giúp mình làm thêm show, nhưng câu chuyện của mình đã đi quá xa và bên trong mình thao thức rằng số phận không cho dừng thì mình phải đi tiếp. Nếu số phận đã an bài, mình phải đi lên thì chắc chắn tôi phải bơi ngược dòng, chấp nhận giai đoạn gian nan, nam em chia sẻ. Bên cạnh đó nam em nói thêm, đôi khi vô tình mình nói chuyện trong lúc nóng giận bị nhiều người quy chụp lại nội dung, nhiều người nghĩ tôi trêu trò nhưng không phải là do thói quen. Một ngày tôi livestream 7-8 tiếng, không có thời gian để nhắn tin cho trợ lý, khi nào nhờ trợ lý lấy đồ là tôi nói trên livestream luôn vì không lấy điện thoại gọi được, nên những lúc chửi lộn trên livestream mà cứ nghĩ đang chửi lộn trên điện thoại thôi. Thời gian qua nam em là tâm điểm vấp phải sự chỉ trích của công chúng bởi loạt phát ngôn mất kiểm soát và livestream bóc phốt gây dậy sóng trong dư luận. Nam em mong bị tước vương miện vì nặng đầu như vòng kim cô. Sau khi nhận mức phạt hành chính 37,5 triệu đồng vì có những phát ngôn gây sốc trên livestream, người đẹp nam em tiếp tục thực hiện livestream với khán giả. Nhiều câu hỏi gửi đến nam em, có cả việc nên cẩn thận hơn nếu không sẽ bị tước vương miện. Trước ý kiến của cư dân mạng, nam em tỏ ra bình tĩnh, cô cho biết, tước hộ tước nhanh tước lẹ. Tôi nói, đội cái vương miện đó 8 năm trời, muốn trả dữ lắm mà không chịu lấy lại. Bây giờ có cơ hội thì lấy giùm, lấy hộ, lấy lẹ. Quá trời nặng đầu, như vòng kim cô vậy, ràng buộc quá. Qua lấy lẹ, cái vòng kim cô để ngay dưới cây đàn kìa. Ai qua lấy lẹ, lấy giùm, lấy nhanh, lấy sớm, lấy đi nhanh giùm, không có nhu cầu. Trước đó, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, ngưng hợp tác với nam em sau những ồn ào. Những phát ngôn của nam em gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của cuộc thi, đặc biệt là trong lúc cuộc thi chuẩn bị khởi động lại. Trong thời gian qua, chúng tôi nhận được rất nhiều thông tin phản ánh từ dư luận về việc xem xét lại vai trò trách nhiệm của nam em đối với cuộc thi. Trên fanpage của Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long đưa thông báo,
với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp nhân cách, trí tuệ, sắc đẹp, cũng như rèn luyện bản lĩnh, tư duy và tài năng của người phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung. Ban tổ chức Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long 2024 nhận thấy đương kim Hoa Khôi Nguyễn Thị Lệ Nam Em không còn phù hợp với tiêu chí và hình ảnh mà cuộc thi muốn hướng tới, nên không đồng hành cùng cuộc thi trong xuyên suốt quá trình cuộc thi diễn ra. Mặt khác, trước thông báo ngừng hợp tác của ban tổ chức, quản lý của Nam Em là ông Bùi Hữu Cường cho biết giữa Nam Em và đơn vị này chưa ký kết hợp đồng chuyển khoản hay đặt cọc gì. Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long sử dụng hình ảnh của Nam Em nhưng lại thẳng thừng thông báo tước quyền đồng hành của cô. Hành động của đơn vị này làm tổn hại đến danh dự uy tín của Nam Em, khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng khi làm việc với đối tác khác. Phía Nam Em yêu cầu ban tổ chức Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long phải có văn bản xin lỗi về sự việc trên trong vài ngày tới, nếu không sẽ khởi kiện. Ban tổ chức Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long cũng xác nhận chưa ký hợp đồng với Nam Em, nhưng hai bên đã có thỏa thuận sau nhiều buổi làm việc. Ban tổ chức chỉ cần thông báo giờ giấc cho Nam Em để tham gia các hoạt động. Thời điểm này, ông Cường chưa xuất hiện. Ban tổ chức Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long mới đây cho biết thêm, ở thời điểm nhạy cảm như hiện tại, họ xin giữ im lặng và sẽ trả lời vào một thời điểm thích hợp. Trường hợp nếu phía Nam Em gửi đơn kiện, họ sẽ phản hồi sau. Nam Em đã chia tay chồng sắp cưới sau buổi livestream cãi nhau căng thẳng. Mới đây, Nam Em đăng tải lên kênh TikTok cá nhân đoạn clip với nội dung "Bạn cảm thấy hạnh phúc khi không vướng vào tình yêu". Cô còn thể hiện cảm xúc sảng khoái khi chú thích thêm "tự do muôn năm". Động thái này khiến cộng đồng mạng nghi vấn Nam Em đã chia tay với chồng sắp cưới. Bởi cách đó không lâu, cô và người đàn ông đó vừa có cuộc cãi cọ gay gắt trên livestream. Nam Em tỏ ra tức giận khi chồng sắp cưới có tính gia trưởng, cư xử thiếu lịch sự, lên livestream nói năng tục tĩu và còn nhắn tin hăm dọa khi cô sang nhà Quế Vân chơi. Nam Em tuyên bố nếu anh không chịu thay đổi thì sẽ chia tay. Phía chồng sắp cưới của Nam Em cũng không chịu nhún nhường khi mắng cô biến ngay trên livestream và còn khẳng định sẽ không thay đổi. Chồng Nam Em bất ngờ tiết lộ chuyện chăn gối, còn khẳng định chắc nịch một điều. Mới đây, một đoạn clip được cắt ra từ livestream của chồng sắp cưới Nam Em nói về cách giải quyết mâu thuẫn trong tình yêu nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bùi Hữu Cường tiết lộ có những ngày anh bực bội khi đi ngủ thì nằm quay lưng lại với Nam Em, nhưng sau đó đến nửa đêm anh vẫn luồn tay sang để vợ nằm gác đầu lên. Đó là cách để hai người làm lành và tình cảm bền hơn. Bùi Hữu Cường còn kể thêm, cặp đôi đã có những cuộc cãi vã căng thẳng, thậm chí mắng nhau bằng những từ ngữ tồi tệ, nói bậy làm ảnh hưởng hình ảnh nghệ sĩ, nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Theo anh, điều quan trọng trong tình yêu là phải hiểu được nửa kia của mình và phải nhịn người ta. Mình là đàn ông, nên nhịn trước. Khi mình nhịn, mình cho người ta một cơ hội, hai cơ hội, ba cơ hội thứ tư luôn, để họ khỏi cãi. Nếu hết bốn cơ hội mà không thay đổi nữa thì cho đi luôn, chồng Nam Em nói. Trước đó không lâu, Nam Em và chồng sắp cưới liên tiếp có những màn cãi cọ ngay trên livestream. Đỉnh điểm là khi Nam Em sang nhà Quế Vân chơi nhưng không được chồng sắp cưới đồng ý, đôi bên lời qua tiếng lại, rồi Nam Em tố đối phương, nhắn tin đe dọa mình bằng những lời lẽ kém văn hóa, đồng thời tuyên bố muốn chia tay, tìm quản lý mới. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, cặp đôi lại xuất hiện cùng nhau. Biểu hiện này của cặp đôi khiến cộng đồng mạng cho rằng đây là chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Trước phản ứng của công chúng, Nam Em mới đây đã bày tỏ: "Thật sự ngay từ đầu tôi công bố người yêu, tôi đã xác định là muốn có một kết cục hạnh phúc và sau đó sống một cuộc đời bình thường, kiếm một công việc khác làm. Với tôi dừng chân như vậy là đẹp rồi. Tôi không hề muốn tạo ra drama để giúp mình làm thêm show, nhưng câu chuyện của mình đã đi quá xa và bên trong mình thao thức rằng số phận không cho dừng thì mình phải đi tiếp. Nếu số phận đã an bài, mình phải đi lên thì chắc chắn tôi phải bơi ngược dòng, chấp nhận giai đoạn gian nan". Nam Em trải lòng tiếp: "Đôi khi vô tình mình nói chuyện trong lúc nóng giận, bị nhiều người quy chụp lại nội dung. Nhiều người nghĩ tôi chiêu trò nhưng không phải, là do thói quen. Một ngày tôi livestream 7-8 tiếng, không có thời gian để nhắn tin cho trợ lý. Khi nào nhờ trợ lý lấy đồ là tôi nói trên livestream luôn, vì không lấy điện thoại gọi được. Nên những lúc cãi vã trên livestream mà cứ nghĩ đang cãi trên điện thoại thôi". Trước đó không lâu, Nam Em tiếp tục gây xôn xao về những phát ngôn trên livestream có liên quan đến khán giả. Những nhân vật mà cô đề cập là những người thường xuyên tặng tiền trong các đêm nhạc. "Tôi ra nông nỗi như bây giờ là do mấy người bưng hoa lên tặng tôi đó. Người nào mà bưng hoa càng nhiều tiền là càng hãm hại tôi. Rút kinh nghiệm nha, sau này tôi có mở sân khấu hát, tôi không nhận bất cứ một món quà nào hết. Của cho là của nợ", Nam Em nói trên livestream. Trong bài đăng gần nhất của Nam Em, nhiều khán giả từng hâm mộ cô đã ngao ngán, không ít ý kiến cho rằng cô vẫn chưa nhận ra lỗi sai mà vẫn cho mình là nạn nhân trong những ồn ào suốt thời gian qua. Những thành viên trong fan club Cỏ Bốn Lá của Nam Em lần lượt ra đi vì ở thời điểm hiện tại không thể bênh vực hay bỏ qua cho cô được nữa. Có thể thấy được rằng Nam Em đang đối mặt với vấn đề lớn sau những hành động của mình.